Kính thưa quý vị, tiếp sau đây xin mời quý vị theo dõi phần phóng sự tưởng niệm ngày Quốc hận 30 tháng 4 tại Canberra, Úc Châu. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 là ngày quốc tang và là ngày quốc hận, nhuộm máu hàng triệu người qua trại tù cải tạo, kinh tế mới, trên đường đi tìm tự do. Ngày mà người dân tị nạn Cộng sản Việt Nam sẽ mãi mãi ghi nhớ. Đây cũng là ngày để tất cả những người Việt tự do cùng đoàn kết, đồng lòng góp sức để đấu tranh, đòi lại những gì mất mát mà bọn bạo quyền Cộng sản đã gây ra cho người dân Việt Nam. Cũng như các cộng đồng người Việt tị nạn trên khắp thế giới, cộng đồng người Việt Úc Châu đã tổ chức buổi sinh hoạt tưởng niệm ngày Quốc hận 30 tháng 4 tại thành phố Canberra, Úc Châu, với sự hiện diện đông đảo của mọi thành phần người Việt, cùng các vị chủ tịch của các cộng đồng, các vị đại diện tôn giáo đến tham dự. Kính thưa quý vị, tiếng nói đấu tranh dân chủ trong nước không thể bị dập tắt. Ngày 8 tháng 3 vừa qua, ngày quốc tế phụ nữ, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã vinh danh blogger Tạ Phong Tần là một nhà báo đấu tranh cho tự do dân chủ trong nước. Sau khi Cộng sản đã xử án 10 năm tù vào tháng 9 năm 2012, nhưng Tạ Phong Tần đã được Bộ Ngoại giao Úc và nhất là có sự hiện diện của đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ là Michelle Obama đã vinh danh bà là một trong 10 người phụ nữ kiệt xuất và dũng cảm nhất của thế giới trong thời đại ngày hôm nay. Nghệ An vào tháng 7 năm ngoái, đà đạo Cộng sản Việt Nam, đà đạo Cộng sản Việt Nam, đà nát tôn giáo, đà đạo. We remember the thousands of people who died fighting for freedom. Today we remember those who have been persecuted and imprisoned for exercising their fundamental human rights. And today, above all days, we pray for freedom and democracy in Vietnam. The aim of reserving the absolute right to rule the country under the communist law. Almost immediately after they got the power, they eliminate every single opposition. When do we want? Now! When do we want? Now! When do we want? Now! Đặc biệt là trong buổi lễ năm nay có sự hiện diện rất nhiều phụ nữ Việt Nam, nói lên được sức mạnh của những người mẹ, người vợ, người chị, người em của những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa bên cạnh những hy sinh của chồng, con, cha, anh, những người chiến sĩ đã hy sinh giọt máu cuối cùng của họ trong chiến tranh Việt Nam. Nhờ có những sự hy sinh của các chiến sĩ mà chúng ta có mặt trên đất nước tự do ngày hôm nay. Cùng để ngọn cờ vàng ba sọc đỏ của Việt Nam vẫn tung bay ngạo nghễ ở khắp nơi trên thế giới. Kính thưa quý vị, đây là phóng sự đầu tiên của buổi tưởng niệm ngày 30 tháng 4 từ Úc Châu gửi về cho bản tin Hoa Thịnh Đốn rất sớm, ngay sau khi mà chương trình được thực hiện. Và chúng tôi xin chân thành cảm ơn các anh chị SBTN tại Sydney, Úc Châu đã gửi những hình ảnh giá trị cho ngày Quốc hận 30 tháng 4. Kính thưa quý vị, chương trình bản tin Hoa Thịnh Đốn xin được tạm ngưng và sẽ trở lại với quý vị sau phần thông tin thương mại. Xin mời quý vị đón xem.